Như thường lệ, mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn Có Biết. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin rất thú vị xung quanh cái tên của một địa danh, đó là Thủ Dầu Một. Người dân Bình Dương trước nay thì vẫn tự hào mình là người đất thủ. Thủ ở đây là cách gọi tắt của cụm từ Thủ Dầu Một. Thường thì chúng ta quen gọi Thủ Dầu Một là thành phố của tỉnh Bình Dương, nhưng mà ít ai biết là địa danh này cũng có nhiều vai trò rất là quan trọng. Chẳng hạn như là thời Pháp thuộc thì Thủ Dầu Một là tên của tỉnh Bình Dương. Và ở tỉnh Bình Dương thì có một cái trung tâm, đó chính là thành phố Thủ Dầu Một. Những năm trước 1975 thì Thủ Dầu Một đã đánh mất cả hai cái vai trò hành chính này khi mà tỉnh Thủ Dầu Một đã đổi tên thành tỉnh Bình Dương và trung tâm của tỉnh thì lại đặt ở Phú Cường. Nhưng mà sự thay đổi này cũng không phải là mãi mãi, vì đến năm 1997 thì Thủ Dầu Một đã lấy lại được vai trò là trung tâm hành chính của tỉnh, và Thủ Dầu Một cũng không còn là thị xã nữa mà đã trở thành thành phố của tỉnh Bình Dương. Mặc dù là đã nhiều lần thay đổi cái vai trò hành chính trong từng thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng mà vị trí của một trung tâm kinh tế phồn thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ thì không bao giờ thay đổi. Nhưng mà Điền và quý vị khán giả đã bao giờ tự hỏi là cái tên Thủ Dầu Một từ đâu mà ra chưa? Hà Trinh có nghe một cái giả thuyết như thế này, người ta vẫn thường nói là cái tên Thủ Dầu Một bắt nguồn từ tiếng Campuchia. Bởi vì trong quyển Việt Nam Từ Điển in ở Sài Gòn tái bản năm 1970 do tác giả Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì có nhắc đến cái việc lỵ sở Thủ Dầu Một có nằm trên một cái ngọn đồi ven sông Sài Gòn. Và người Cao Miên ở đây thì người ta gọi đó là gò có đỉnh cao nhất, đọc theo âm Việt thì gọi là Thủ Dầu Một. Điền thì Điền lại nghe một cái giả thuyết khác là Thủ Dầu Một là một cụm từ tiếng Việt. Và cái thuyết này thì được đa phần các học giả Việt Nam ủng hộ, trong đó có học giả Vương Hồng Sển và Nguyễn Đình Đầu. Thủ ở đây có nghĩa là giữ, còn Dầu Một là tên đất. Theo truyền khẩu, vì cái đồn binh trấn giữ huyện lỵ Bình An nằm trên một cái ngọn đồi có một cây dầu lớn gọi là cây dầu một, nên cái vùng đất này được gọi là Thủ Dầu Một. Điều này cũng có cơ sở, bởi vì Hà Trinh nghe nói là tỉnh Bình Dương trước đây có nhiều cây dầu lắm, mà hiện nay vẫn còn ở trên cái khu đồi ở Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy Bình Dương. Và cái cách mà người ta chọn cái loại cây đặc trưng cho cái vùng đất đó để đặt tên cho vùng miền thì quả thật cũng rất phổ biến ở miền Nam, chẳng hạn như là ở Trảng Bàng nè, rồi Gò Vấp, rồi Hàng Xanh nữa, đúng không Điền? Không những thế mà trong cuốn hồi ký xuất bản tại Pháp vào năm 1863 của đại úy Grammont, viên sĩ quan Pháp đã đánh chiếm vào quân quản Thủ Dầu Một trong những năm 1961-1962, cũng hiểu thủ là giữ, còn dầu một là tên một loại cây, nên ông đã sử dụng một cụm từ tiếng Pháp để chuyển tên Thủ Dầu Một sang tiếng Pháp, đó là Garde en Napre. Garde ở đây có nghĩa là giữ, mà en Napre có nghĩa là một cây.